Rồi ok, đấy đang quay cho anh đây nhá. Em quay bằng cái điện thoại này. Quay rất là rõ, đây mình đang quay bằng cái này luôn. Bạn cứ quay trực tiếp đi, đây mình đang quay bằng cái này rồi. Tí mình sẽ gửi cho chú là chú xem. Cháu nó vừa đến vừa ngồi đây nhá, quay cho anh bây giờ là lúc 1 giờ này. Đấy. Mình quay vào cái này thì nó nét hơn. Bạn cứ quay trực tiếp bằng cái đấy cũng được. Không, bên này là em đang gửi hình ảnh cho xem không được.